Những năm qua, nhờ phát huy tinh thần dân chủ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Tân Dân là một trong 6 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều tiêu chí vượt mức kế hoạch đề ra. Sự thành công của xã Tân Dân để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác, đặc biệt là trong việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyến đường trục chính và xã Tân Dân trước kia vốn nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn. Nhờ sự đồng thuận của người dân, tuyến đường được mở rộng ra 7,5 mét, có rãnh thoát nước hai bên. Hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến từ vài mét vuông đến vài chục mét vuông đất để làm con đường khang trang, to đẹp. Đây cũng là một trong hàng chục tuyến đường được sửa chữa và xây mới với sự đóng góp công sức và hiến đất của người dân. Người dân toàn xã đã hiến trên 5.000 mét vuông đất và 25.000 ngày công lao động để mở mang các con đường. Nhờ vậy, xã Tân Dân được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống đường giao thông nông thôn tốt nhất của huyện Khoái Châu. Xã đã phát động thì gia đình nhà tôi xin xung phong là đầu tiên là hiến đất để làm đường. Sau đó hiến là chiều dài là 32 mét, chiều sâu là 1 mét 15, tính đo nó khoảng 42 mét vuông. Thế và công trình nhà tôi là tự tháo dỡ. Tôi rất là phấn khởi vì tôi đã được tham gia đóng góp các cái công trình cho quê hương. Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Dân đã huy động sự vào cuộc của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó Hội Phụ Nữ xã đi đầu thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 503 sạch với phong trào nhà sạch, ngõ sạch, nhà sạch, vườn sạch. Sau 2 năm phát động, phong trào đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 hộ gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đường làng ngõ xóm. Hội Phụ Nữ xã Tân Dân đã tập trung vào một số những cái hoạt động, những cái phong trào để góp phần nâng cao cái tiêu chí về môi trường. Trong đó chúng tôi chú trọng các cái mô hình như là mô hình đường hoa phụ nữ, mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, mô hình thu gom rác thải nhựa và mô hình nhà sạch ngõ sạch. Đặc biệt là cái phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày chủ nhật cuối tuần thì được hội phát động thường xuyên. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, mang lại đời sống sung túc cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương có vùng chuyên canh cây quả tập trung với các sản phẩm chủ lực gồm nhãn, cam, chanh bưởi và quất cảnh. Thành lập được 5 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân 93,5 triệu đồng một người trên năm. Cùng với đó, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Dân luôn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Để phát huy phong trào văn nghệ thể dục thể thao, xã đã huy động các nguồn lực xã hội hóa hàng tỷ đồng để xây dựng hàng chục công trình văn hóa thể thao phục vụ đời sống người dân. Từ khi xã có cái sân cỏ nhân tạo cực kỳ đẹp này, hàng ngày cứ sau giờ học, cháu thường ra đây đá bóng cùng với các bạn, rất là vui và khỏe. Về Tân Dân hôm nay, không ít người ngỡ ngàng về sự đổi thay của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường rực rỡ sắc hoa, điện đường trường trạm được xây dựng khang trang, ao hồ cải tạo sạch đẹp, khiến cho diện mạo làng quê như thay da đổi thịt từng ngày. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới của xã Tân Dân là đi vào là lòng dân, mà hoàn toàn là nhân dân hưởng ứng và ủng hộ. Thay đổi của cái xây dựng nông thôn mới rất là tuyệt vời. Đường làng ngõ xóm đều là bê tông hóa. Thứ hai là đường trục chính của xã hiện nay đang hiện đại hóa, cảm thấy là rất tự hào. Trong 12 năm xây dựng nông thôn mới, xã Tân Dân đã huy động được các nguồn vốn hơn 254 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân đóng góp hơn 103 tỷ đồng để làm các hạng mục công trình kiến thiết đổi thay quê hương. Bất kỳ chủ trương, đường lối nào đều được đưa ra bàn bạc công khai. Thứ nhất là người đứng đầu phải quyết liệt. Thứ hai là phải thấu đáo bàn cụ thể với nhân dân và phân tích cho nhân dân hiểu được cái ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, nông thôn mẫu để làm gì, lợi ích gì cho nhân dân thì cho nhân dân mới đồng tình. Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Tân Dân chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm và nó không có điểm dừng. Từ ban chấp hành đảng ủy cho đến hội đồng nhân dân xác định quyết tâm rất lớn và đầu tư mọi nguồn lực và các cái mô hình thực sự là điểm. Thế rồi đầu tư kết cấu hạ tầng thì hệ thống các công trình phúc lợi là được đầu tư rất lớn. Sự quyết tâm bằng các cái nguồn vốn của tỉnh, rồi các cái doanh nghiệp. Thế và tiền đấu giá đất để chúng tôi đầu tư hệ thống trường, trạm, rồi đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng.
để đảm bảo thực sự là nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi xác định là nông thôn mới kiểu mẫu hôm nay cũng chỉ là bước ban đầu, bởi vì là cái chặng đường phía trước còn rất nhiều và rất gian nan vất vả. Thì Đảng bộ và nhân dân Tân Dân là thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng khóa 23 là quyết tâm đến 2025 là chúng tôi sẽ xây dựng xã Tân Dân trở thành một xã anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2016, xã Tân Dân về đích nông thôn mới. Năm 2019, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Khoái Châu. Những kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề vững chắc để xã đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai, đưa Tân Dân trở thành một miền quê đáng sống để tất cả người dân đều được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp mà công cuộc xây dựng nông thôn mới mang lại.